Chào các bạn, rất vui hôm nay Hoàng Trầm Hojita chúng tôi có điều kiện tiếp tục làm các clip về tản mạn các vấn đề trong cây cảnh nghệ thuật để giao lưu với các bạn ở trên kênh. Thì cũng phải xin lỗi các bạn là đợt rồi là cái công tác chuẩn bị để lập cái mặt bằng chợ thì chúng tôi kinh doanh về cái mảng đá cảnh, đá phong thủy, đá tâm linh cũng hơi bộn bề. Đâm ra là cái thời gian dành cho làm các clip ở trên kênh Hojita về nội dung cây cảnh nghệ thuật là hầu như không có. Thế đợt này bắt đầu hòm hòm ổn định rồi thì tôi tranh thủ tôi làm các cái nội dung để giao lưu với anh em trên kênh và cũng để cho kênh nó phát triển. Thế thì clip trước ấy, tôi đã nói đến cái chủ đề là trong cây cảnh nghệ thuật, cái cách mà các bạn đi mua cây là các bạn sẽ mua cây của người bán, người chán và sẽ bán cây cho người thích, đúng không? Thì cái hiệu quả của bạn sẽ tốt hơn rất nhiều. Thế thì trong clip này thì tôi sẽ nói cho các bạn một cái vấn đề là thế bây giờ các bạn đến một vườn ấy, làm sao các bạn biết được là cái cây nào người ta đang chán, đúng không? Chẳng nhẽ đến các bạn hỏi, các bạn đến ví dụ các bạn đến vườn ông A, các bạn hỏi là anh ơi, hay là chị ơi, hay là em ơi, thế ở đây có cây nào chán chị cho anh à, hay chị cho tôi à? Không, ai lại hỏi thế, đúng không? Vô duyên, chả có ai người ta nói cho các bạn đây là cây này tao đang chán đâu, không có. Mà tự các bạn sẽ phải nhận biết. Thế thì bây giờ nha, các bạn cứ suy từ cái bản thân mình thôi. Chính cái bản thân các bạn thôi. Bây giờ các bạn tưởng tượng đi, nếu giả sử như cái nào mà các bạn thích thì các bạn sẽ để ý nhiều. Và các bao giờ trong cái bài trí thì các bạn cũng sẽ để ở các cái vị trí mà dễ nhận biết, ưu tiên. Và nói thẳng ra là gọi là những cái vị trí đắc địa mặt tiền này, đúng không? Ví dụ giả sử như này, trong phòng khách của các bạn đi, các bạn trang trí đồ trong một cái phòng khách. Một phòng khách của bạn khá rộng nha. Các bạn sẽ trang trí được rất nhiều đồ, đúng không? Thì trong phòng khách có một cái vị trí rất quan trọng, đấy là cái nơi mà đặt cái bộ bàn ghế uống nước, đúng không? Có thể là bộ bàn ghế trường kỷ. Thì đó phong cách theo lối cổ đấy, hay là một cái bộ sofa hay một bộ sập. Thì đấy là tùy các bạn, cái phong cách của các bạn là theo phong cách nào thì các bạn sẽ có cái bộ bàn ghế tương ứng như vậy, đúng không? Thế thì bao giờ khách đến ấy, thì cũng sẽ ngồi ở cái vị trí này nhiều nhất. Thế cái vị trí này sẽ là cái vị trí quan trọng nhất, đúng không? Thế nên trong cái phong cách của bạn, cái gì mà các bạn trưng mà nó là đẹp nhất, quý nhất, giá trị nhất thì các bạn sẽ để ở ngay cái đôn ở chỗ đầu cái bàn ấy, chắc chắn luôn. Thế xong rồi bắt đầu là từ những cái vị trí khác, giả sử như là các vị trí, các cái giá kệ hay là các cái đồ kê mà nó ở xung quanh cái khu bàn ghế gần nhất ấy, là sẽ những cái đồ cũng là những đồ quý, đúng không? Những đồ giá trị, những đồ các bạn thích. Thế sau đó càng xa cái khu bàn ghế thì nó sẽ càng là những cái đồ mà gọi là bình thường hơn. Tất nhiên là đã kế kích ở phòng khách thì đều là những cái thứ bạn thích rồi. Thế nhưng mà cái gì thích hơn, giá trị hơn, bạn quan tâm hơn thì bạn sẽ để ở gần bạn, tức là nó sẽ ở gần cái khu bàn ghế, đúng không? Và càng ra những cái xa là càng những cái các bạn có mức độ quan tâm không nhiều, hoặc là cái giá trị của nó không được cao lắm, hay nó không đẹp lắm. Thế nhưng mà vẫn, tất nhiên là vẫn đủ điều kiện để các bạn trưng bày, hiển nhiên rồi. Thế về cơ bản là như vậy. Thế thì trong một cái vườn cây, nếu giả sử các bạn có vườn rồi nhé, thì bao giờ cái vị trí đẹp của vườn, có nghĩa là nó ở gần cái khu mà các bạn kê bàn ghế uống nước ấy, thì bao giờ nó sẽ là những cái vị trí đẹp và các bạn sẽ kê những cây giá trị nhất và cây các bạn tâm đắc nhất, các bạn thích nhất, nó sẽ ở các vùng ấy, đúng không? Ví dụ từ cổng vào này, cổng vào nó sẽ có một cái khu sân, có một cái khu sân nhỏ, và sẽ các bạn sẽ kê bàn ghế uống nước. Thế thì quanh cái vị trí bàn ghế uống nước ấy, sẽ là những cây VIP. Bởi vì lý do sao? Cây VIP nhất vườn ấy,
Đấy, hiểu nôm na thế. Gọi là những cây át chủ bài của vườn. Thì các bạn sẽ kê ở đấy. Bởi vì tại sao? Bởi vì chính bạn sẽ là người ngồi ở đấy nhiều nhất. Chứ còn khách khứa nhiều khi người ta ngồi đến đây, người ta ngồi chỉ chốc nhát thôi. Bạn là người sẽ ngồi nhiều nhất. Thế thì ngồi nhiều nhất thì hiển nhiên bạn sẽ thích là kê những cái cây mà các bạn quan tâm đúng không? Những cây VIP, những cây át chủ bài của vườn. Các bạn sẽ kê ở những vị trí. Và những cái cây này là các bạn sẽ sát sao hàng ngày. Có khi một ngày mà các bạn không ngắm được một lần những cái cây này, có khi là các bạn ăn không ngon, ngủ không yên. Đây là những các bạn yêu cây thực sự đấy. Hoặc là ví dụ các bạn đi công tác đâu ra dài ngày, vài ngày hay cả tuần hay vài tuần, về một cái là các bạn sẽ phải ngắm những cây này trước, chắc chắn luôn. Chưa kể là nếu ở vườn nào các bạn lắp camera nhé, thì cái vị trí mà soi đầu tiên của camera khi các bạn mở ra nó sẽ là những cái vị trí như vậy đó. Thế càng về xa cái vị trí của bàn ghế nước thì càng là những cái cây hay những cái phôi mà các bạn quan tâm không nhiều, đặc biệt là những cái vị trí sát các biên của các cái hàng rào, những cái vị trí mà gọi là nếu giả sử như có ít cây thì các bạn vẫn còn có thời gian ngó nghiêng được. Còn nếu mà cái vườn của bạn có nhiều cây, tôi sợ nó có khi cả tuần chả được ngó nghiêng luôn. Còn tất nhiên là tưới thì vẫn cứ bắt buộc phải tưới đúng không, chăm bón thì vẫn cứ bắt buộc phải chăm bón, nhưng ý tôi đang nói câu chuyện là mình ngắm hàng ngày ấy, và mình chỉnh sửa và mình để ý tập trung ấy, thì những cây này là không không được để ý nhiều. Và có những vườn nhé, là những cây này có khi bỏ bê cả tháng, cả vài tháng luôn, không không ngó ngàng gì luôn. Đấy là tôi nói về cái vị trí. Thế cái thứ hai nữa là cái thời gian chăm sóc, cái công sức mà dành cho chăm sóc những cây này thì hầu như cũng sẽ không có, hoặc là có rất ít. Thế nên nhé, phần lớn cái cây này là nó bị sọng. Nó bị sọng. Các bạn sẽ nhìn đấy, thứ nhất là cây, các đặc điểm những cây này nhỉ. Một là những cây nhìn nó khá đói ăn, nó cằn cỗi, nó bị sọng. Đấy, nên đấy là những cái đặc điểm của những cái cây mà bị bỏ bê. Còn những cái cây mà được chăm sóc cẩn thận thì thứ nhất là về nước và chất dinh dưỡng nó đầy đủ này, chắc chắn luôn. Thế nên các bạn nhìn cây nó sẽ rất khỏe. Thế còn những cái sẽ rất khỏe này. Và tất nhiên là những cái phần tay tán ấy, thì không bị sọng, chắc chắn nó không bị sọng. Nếu mà vườn nào mà biết nuôi nhé, hoặc là vườn nào có thợ kỹ thuật tốt, hoặc là bác chủ vườn bác có kỹ thuật tốt. Thế còn nếu giả sử như vườn mà không biết nuôi mà chỉ là gọi là tưới nước với bón phân để ăn tiền thôi, thì những cái cây này cũng về cơ bản là cũng được lọc, gọi là lọc dăm cơ bản ấy. Thế nên là những cái cành mà nuôi ra ấy, đều là những cành nuôi khá tập trung, chứ không phải là hầu như tất cả. Nếu mà những cái cây mà gọi là bị bỏ bê nhá, thì hầu như tất cả các mầm đều để nên nó bị sọng. Đó. Cái sọng mới là cái nuôi nuôi phóng, nuôi gọi là nuôi để dưỡng nó khác nhau nhá. Nuôi để dưỡng nghe nó giải thích nó hơi khó, tức là ý nhỉ nhỉ. Tôi đang nói một cái vườn mà không có kỹ thuật ấy. Tức là anh em nuôi không biết định hình rõ, thì nhưng mà về cơ bản anh em vẫn cứ lọc mầm đó. Và những cái mầm mà anh em đang nuôi và những tay cành đang nuôi ấy, thì về cơ bản nó có cái giá trị sử dụng chắc chắn luôn. Có tất nhiên người ta không định hình rõ được nên đâm ra người ta vẫn để thừa đúng không? Thế còn cái bên kia là không có cái việc cắt tỉa hẳn hoi luôn, cái bên mà bị cây bị bảo vệ đó. Với cái đặc điểm nữa các bạn để ý này, cái cỏ dại ở trên chậu mới ở cái vùng mà vùng dưới đất của cây ấy. Cái khu mà cây các bạn anh em ở chủ vườn người ta quan tâm thì nó sẽ sạch. Thế còn nếu mà cái vùng bỏ bê ấy, thì phần lớn là bẩn. Đấy, phần lớn là bẩn và cỏ dại nó mọc bú xua, mọc tự nhiên. Đấy, đây một số các cái đặc điểm để các bạn nhận biết được là cây như nào là cây bị bỏ bê và cây như nào là cây người ta chăm sóc cẩn thận. Ở vườn nào cũng thế. Kể cả vườn có VIP mấy thì VIP thì sẽ vẫn có những cây không được để ý nhiều. Đấy, chắc chắn luôn.
Thế còn là nếu mà trong trường hợp mà được gọi là cái số lượng cây ở mức vừa phải và người chủ cây người ta yêu người chủ vườn người ta yêu cây thực sự, thì cái việc nhận biết này sẽ khó, bởi vì là người ta về cơ bản người ta chăm sóc nó sẽ đều. Thế nhưng mà phần lớn là anh em làm thương mại mà, thế nên cái vườn mà các bạn vào phát các bạn biết ngay là cây nào được quan tâm, cây nào không được quan tâm. Và đặc biệt là khi thị trường đi ngang ấy, gọi là giao dịch kém ấy, hoặc là không giao dịch được ấy, thì tôi cá các bạn vào vườn, các bạn nhìn, các bạn biết ngay. Nếu mà cái lúc mà thị trường đi ngang không giao dịch được à, tôi cá các bạn luôn, các bạn vào vườn à, chỉ may ra được khoảng một vài cây ở ngay sát cái chỗ chỗ bàn ghế ấy, thì được chăm sóc, còn còn phần lớn là sẽ không được chăm sóc. Thế còn những thị trường gọi nhúc nhác, thì những cây nào mà các ông ấy quan tâm thì các ông gọi là để tâm một chút. Thế còn những cây nào mà không gọi là không quan tâm thì coi là sộng luôn. Đó. Thế thì cái cách mà các bạn nhận biết cái cây sộng, à cái cây mà bị bỏ bê, gọi là cây chán ấy, cây chủ vườn chán ấy, để các bạn hỏi múa, đúng không? Thế khi các bạn nhận biết ra rồi thì các bạn xem là lọc trong cả cái đống cây các bạn kiếm được cái cốt nào mà các bạn cần, đúng không? Có nghĩa là sao? Đầu các bạn đã hình dung là đến cái vườn này thì các bạn sẽ nhìn thấy một loạt các cái cốt phôi bị bỏ bê, hoặc là các cây cây bán thành phẩm bị bỏ bê, đúng không? Hay kể cả có khi cây hoàn thiện bị bỏ bê. Thì sau khi lọc ra được một lượng cây thế thì các bạn sẽ hình dung cái cây này mình mua mình sẽ có thể làm được việc gì, làm được cây ra làm sao, hay là có thể bán cho vườn nào hoặc là bán cho vùng nào. Đấy thì các bạn sẽ nhận biết được ở như vậy và cái chất lượng cây như nào. Thì sau đó thì các bạn tự định giá, đúng không? Các bạn tự định giá xong các bạn mới hỏi người ta là thì cái hỏi giá cả người ta là thì cái cây này giá như nào, cái kia giá ra sao, đúng không? Kiểu vậy. Thì khi các bạn đã nắm được cái tâm lý như vậy và cái đặc điểm của những cây như vậy, các bạn đàm phán chủ vườn nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Bởi lý do sao? Chính cái cách mà các bạn nhận biết ra cái cây nhá, thì người chủ vườn người ta đã biết là ông này ông quan đang quan tâm đến những cây mình cần thải loại, mình đang chán, người ta đã thích rồi. Thế sau đó thì là các bạn hỏi cái vấn đề giá nó dễ đi vào chung kết lắm, bởi lý do như này, cái tâm lý của cái người sở hữu cái cây người ta cũng đã muốn bán, muốn thải loại lắm rồi, đúng không? Thế sau lại gặp đúng cái ông mà bây giờ lại đang quan tâm những cái cây như vậy, thì hiển nhiên là người ta muốn là làm sao bán được chứ, người ta không nó thách mà có khi người ta còn cắt lỗ. Cắt lỗ là sao? Có nghĩa là nhá, ví dụ sử như là cái cây người ta mua 50 triệu cách đây vài năm, xong rồi chả làm được cái gì, xong bán thì cũng không bán được, có khi bây giờ cắt lỗ 20 triệu cũng bán, hay 15 triệu cũng bán, còn hơn là để đấy xong rồi cứ phải chăm sóc thì chả chán chả muốn chăm sóc đấy, xong rồi thì cứ bỏ bê nó còn hỏng cây, thà bán được thu được đồng nào thì thu, đúng không? Hoặc là những cái cây mà người ta đánh giá là người ta mua sai ấy, thì người ta sẽ bỏ bê vất vả vất vả như vậy. Thế nhưng mà cái vấn đề là cái sai của người này sẽ là cái đúng của người khác, đúng không? Cái chán của người này sẽ là cái thích của người khác, đúng không? Cái hay của các bạn là các bạn phải nhận biết ra được những cái như vậy. Đấy, thì các bạn mới mua được giá hợp lý, đúng không? Mua của người chán thì hiển nhiên là các bạn sẽ mua được giá thấp rồi, mà bán cho người thích thì các bạn sẽ bán được giá cao. Thế thì cái chênh lệch của cái biên độ giá ấy, ở cái chỗ ấy, là các bạn đã thoải mái để nó đem lại cái hiệu quả cho các bạn. Đấy là một. Với thứ hai là cái việc tồn cây ở trong vườn của bạn nó sẽ giảm đi rất chi là nhiều, đúng không? Bởi vì nha, ví dụ sử như là các bạn thấy một cây ổn ở Nam Định thôi, ở một cái vườn ở Nam Định, mà các bạn biết là cái này mà ở trên Vĩnh Phúc sẽ có cái ông C, cái vườn ông C với cái vườn ông D này người ta thích, đúng không? Và cái này các bạn bấm là bấm giá là mua tầm 20, và kiểu gì bán ít nhất là 40, 40 triệu đấy.
Thế thì là bây giờ các bạn hỏi ông chủ vườn đúng không? Cái này giá nhiêu? Các bạn đang bấm tầm 20 là các bạn sẽ lấy đúng không? Ông bảo 10 triệu. Lấy ra luôn. Thế thì có khi các bạn chỉ cần mặc cả một tí. Bộ phân nếu mà nói 10 triệu mua ngay thì sợ ông chủ vườn ông ấy hớ, lần sau các bạn khó mua. Thì mặc cả khoảng tầm 8 triệu, 9 triệu là lên được, đúng không? Lên kia bán. Các bạn bấm 40 triệu thì các bạn đòi lên một tí. Thế kiểu gì mà nó quanh quanh xuống trả tầm 30 mấy, 40 là sút. Mà nếu mà có khi bạn đàm phán tốt có khi được bán được giá hơn 40 đúng không? Thế vậy là cái biên độ nó quá là ổn để cho các bạn làm. Đấy. Cái mua bán trong cây cảnh nghệ thuật các bạn phải để ý cái, chứ không phải là các bạn cứ đến vườn nhà người ta xong các bạn cứ đè những cái cây chủ vườn ra các bạn mua. Là nói chung là trong cái buôn bán ấy nó sẽ cái tính hiệu quả nó sẽ kém. Thế thì cái chủ đề tới thì tôi sẽ làm về cái vấn đề là khi các bạn đến một vườn cây các bạn mua là các bạn mua cây tốt của vườn hay là cây cây át chủ bài của vườn. Thế thì tất nhiên cái mua cái cây nó có cái lý do nha. Thì tôi sẽ làm cái tách ra cái clip riêng như vậy để các bạn hình dung ra. Bởi vì nhá, sẽ vẫn có những cái bạn bạn ấy mua đến cứ đến vườn nào là lại mua cây át chủ vườn chứ không bao giờ mua cây tốt đấy, đấy là mục tiêu của từng người. Thế nhưng mà ý tôi đang nói câu chuyện là cái chủ đề mà về nhận biết của cái cây nào là cây bị bỏ bê để các bạn mua, bởi vì là đang cái series mà nói về vấn đề là mua của người bán, mua của người chán mà bán cho người thích đúng không? Đó. Thế còn cái việc mục tiêu của các bạn xác định nó là mục tiêu như thế nào thì cái cách chọn cây và mua cây của các bạn sẽ là như vậy đúng không? Mục tiêu của từng người khác nhau mà. Chứ ý tôi không bảo là các bạn luôn luôn phải đi là mua cây gọi là cây thể loại của vườn để bán nhé. Không không phải không phải. Đây là cái phân tích này để cho các bạn hiểu là đấy là một cái cách để làm cho hiệu quả trong vấn đề làm kinh tế trong cây cảnh nghệ thuật đúng không? Thế còn nếu các bạn cảm thấy hợp với chính cái quan điểm với cá nhân của bạn thì bạn theo, mà các bạn cảm thấy nó không hợp thì thôi đúng không? Thì đây là gọi là tôi làm là mỗi một cái tip tôi đưa ra một cái hướng nội dung xong từ đó tôi phân tích nó như vậy là sẽ làm như nào đúng không? Chứ tôi không nói là trong mọi trường hợp là các bạn cứ áp dụng như vậy, không đúng. Cái này nó đóng vai trò cho các bạn tham khảo thôi chứ không phải nó là cái mà là chân lý mà các bạn cứ nhất nhất phải theo, không phải nha. Đấy. Không có đến lúc về sau nhiều bạn mới xong cứ đi áp dụng theo phương án này sau này bảo là cái ông thủy hộ người ta nói như vậy nên chúng tôi làm thế, không có phương án khác mà không phải, không phải như thế là máy móc. Mà cái mỗi cái mà tip tôi đưa ra theo cái hướng này nó là để cho các bạn tham khảo đó. Thế còn các bạn thấy hợp cái nào các bạn theo chắc chắn đó là như vậy, hoặc là các bạn phải tổ hợp nhiều tình huống, nghĩa là trong cái dạng này các bạn làm theo phương pháp này, dạng kia các bạn làm theo phương pháp kia đó. Thì đấy là cái việc của từng người khi mà hoạt động trong cái thị trường của cây cảnh nghệ thuật thì các bạn sẽ làm như thế nào đấy. Thế câu chuyện hôm nay tôi chỉ tản mạn như vậy thôi. Thì cái nhận biết này là cái nhận cũng khá hay đấy nhá các bạn nhé, chứ không phải là ngẫu nhiên mà tôi làm cái chủ đề này đâu. Bởi vì lý do này này, rất nhiều người thành công trong cây cảnh nghệ thuật, trong buôn bán ấy, người ta áp dụng phương pháp này đấy. Và có những anh em có những giai đoạn mà bị chê là buôn cây bờ rào ấy, mua cây bờ rào ấy, người ta kiếm siêu lợi nhuận và người ta đi lên và bây giờ người ta là những cái gọi là những cái nhà vườn có thương hiệu lớn ở trên thị trường cây cảnh miền Bắc, chứ không phải đơn giản đâu các bạn ơi. Các bạn đừng đừng nghĩ cái mua của người chán bán của người thích xong mua cây gọi là cây thải loại của vườn mà là đi dọn vườn cho người ta, không phải, không phải, đấy là siêu lợi nhuận đấy. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.